Xin chào tất cả mọi người nhé. Chúc mọi người có một ngày cuối tuần vui vẻ nhé. Hôm trước hai cô cháu thử nghiệm cái cắm cấu lé lé đấy, cả bạn thất bại đấy. Nhưng mà được hai con cá trâu nhỏ nhỏ, mình đi kiểm tra cấu ngày hôm sau thì được hai con cá trâu nhỏ nhỏ ở khu vực này mọi người đấy. Đấy, thì chứng tỏ là cái vùng nước này là có cá trâu. Hôm nay hai cô cháu xách một ít cấu ra, vừa mới làm thêm được khoảng 20 cây mọi người. Tối hôm qua với hôm trước làm thêm được 20 cây đấy mọi người. Hai cái làm thêm được 20 cây, vì hôm mà đi tân kỳ chuẩn bị được 20 cây nữa thì được khoảng 40 cây đấy. Thì hôm nay nhà mình sẽ tiến hành đó là cắm thử cái vùng đấy xem cái có cá trâu không mọi người nhé. Hy vọng nó sẽ được vài ba con gì đó để cho mọi người cùng xem, mọi người cùng theo dõi nhá. Cái tối đi bắt nhái mọi người được nhiều lắm, nhái nhiều kỳ luôn, khoảng 50 con nhái gì đó đó. Mọi người rổ đẹp đấy ạ. Bây giờ thì xuống nhúng cân xong rồi cái cân đấy gần hơi hơi không có độ cứng nên anh đi xuống đây. Trời lọ. Đông thì là từ khi nước lên dâng lên đến giờ là ập không cạn đâu mọi người này. Rộng lắm, rộng như mài lên, cột điện cấu thể trên kia mọi người này. Đường đường 500 kV đấy. Ngoài này thì có một cái mướng nước kéo dài vô trong làng. Quá chừng cạn được luôn. Không nghĩ là ở đấy mình cứ nghĩ là họ bắt hết hơn được cắm vẫn có. Đây có cái bơ thì mình cắm đây nhảy mọi người. Con người họ thả đục mọi người này. Tốm với cá nhỏ thôi. Dạ. Con vịt. Cô đúng bảo là có mấy cái nơi này con vịt tàu ổ đến ngủ mọi người này. Con lè lè tàu ổ ngủ lỗng đây ngoài mọi người. Nhưng mà con vịt cách nắng để bắt được khẩn cả thôi. Có thể có con lè lè mày bay lên rồi kìa. Đó. Trời chiều rất là đẹp mọi người ạ. Ngày nghỉ muốn đi nghịch lúng túng là bởi vì để đi giàu cảnh là chỉnh. Ủa xấu nhờ. Xấu thật đấy. Ở đấy có những cái bông trú đâm ấy. Hay là bông chí á. Lúc này lồi mới lụt luôn mà. Bắt đầu bay về đấy mọi người, họ bắt đầu về chỗ ngủ đấy. Với mình chim co nhiều lắm, bây giờ họ cầm đầm bắt chim co.
được nghỉ lại kiếm trò để nghịch và quay cho mọi người xem. Vẫn chưa nghĩ ra là mai sẽ chơi trò gì. To được gặp đầu tiên mọi người. Cái này là cái thứ mấy rồi á? Ơi cùng nhỏ ha. Được băng con hôm trước mình câu lé lé mà gì nhỉ mọi người. Ố cũng được. Cẩn thận coi. Ôi từ từ chưa mắc farm farm lắm. Chưa mắc farm lắm. Kéo không ngắn á. Con cầm nhảy. Ờ cầm nhảy. Cả đấy thì kiểu kiểu đấy cả thôi mọi người. Không có to hơn đâu. Ôi. Đếm bả báo nó vẫn vay mang nhất thùng á. Hôm trước cái cậu kia ông ngắn là đoàn mà đầy thôi. Mặc bên mông luôn này, mặc bên vô sướng. Đâu, mở đếm. Trồng mõm. Tư chuyến ngay ngồi là trồng mõm. Cảm thấy đâu hổng như vậy nè, chuyện chơi. Ý chà, ui, eo nó nhỏ. Eo nó không bao rồi em ơi. Ô, ra mà nhảy đứa con. Trời ơi, cái con này tạm chuẩn nha mọi người này. Ui, vay ra đó. Nhảy thì không tạp thì không tạp trùng nhảy mà tạp trùng lười câu. Cái này gọi, ôi. Bình thường con nhảy nạt rồi. Hả? Khỏe lắm á. Đừng có đùa mà. Thôi để mở ra. Mà được hai em. Chỉ còn lại chắc ăn. Được thêm một em mọi người ạ. Một. Ý cục được. Ôi. Lào ăn mãm. Còn cái lười này vẫn gỡ nữa. Còn đi được á. Là giống cái lóc đông thì cũng thế này đó mọi người ạ. To hơn đó. Không thể họ đánh lưỡi cũng chỉ được thế này đó. Con này to hơn hai con cái này một tí. Rồi ok. Cầm lại môi. Mọc lại môi. 6 giờ đây mọi người ạ. Giờ đi nhặt cá. Đem một bao tải đi không biết có được con không. Quá sao mãi lành. Cái tội thì không lành mà sao mãi lành thật ạ. Ừ họ lấy lăng rồi đây thầy. Họ đi lấy trước mình nha mọi người ạ. Họ lấy lăng. Cái này gọi là cái lăng. Đụt. Bắt quái. Lành. Không mái lành mọi người. Bắt môi à. Úi chứ. Út rồi. Cái chỗ nó có cái bồng trú đâm nguy hiểm thật. Tại cái vạt đấy nhiều mà. Được con đấy nè mọi người. Trắng tính rồi đấy. Chỗ con chưa thích ở nha. Cái tổ đoàn đoàn đấy được con ướt, con đấy nhỏ. Cũng được. Mọc chắc chứ. Chắc đó. Một em. Câu mắt môi rất là nhiều mọi người. Chắc còn loài nhỏ nhỏ này tạp nhưng mà không dịnh được. Nhỏ quá. Cá nó ruồng đến cái xanh xanh nhỉ. Cuối con nên móc xú rồi. Cá nên móc rất là xú. Bùng một bùng mọi người ơi. Hình như là con nhại đóng rồi.
một bụng. Được một con rồi mọi người ạ. Từ xa thấy là bụng tưng tưng. Ui, ui. Hai em. Được. Ui, em đang sú. Ăn sú cái này trên hà hà coi nấy con hà cái lời thấp. Thấy chưa? Hiệu quả chưa? Ăn móc có đấy thì này thật chứ. Đừng có là cái truyền thoại. Nó nọt vô luôn này, cái lưỡi to rồi nó nọt vào trong mồm luôn mọi người. Cái lưỡi cái lại bằng cái đuôi của hắn mà thôi. Kiểm tra con xem đủ không? Sáng được có hai em nữa mọi người. Tôi được 3 em rồi, nó thấy được 5 em. Còn nghe đâu đó có người bảo là trong thiên hà này món ngon nhất thì là món nướng mọi người, và món đơn giản nhất cũng là món nướng. Cho nên cách chế biến đơn giản nhất đó là nướng rớp. Đây, cũng nhận thì mình đã nướng rớp xong xuôi cho mọi người này. Cả nướng rớp thì nhánh nó không phải như các loại, chỉ cần tập rớp và đột lên là được. Đó, cả rất là ngon. Cả vừa phải cho nên nướng khá là nhanh mọi người. Chỉ đột có một lúc là cả đã chín rồi. À, mọi người nhìn này, cả rất là ngon luôn đấy. Cái anh ăn cách nào ngon mọi người, mình có thể ăn không cũng được hoặc là ăn theo kiểu của salad, thêm thêm với rau sống, chấm thêm một tí muối tạt, rất là tuyệt vời. Quá thơm mọi người ạ. Tổng lão một đếm thẩm cấu và một đếm đi bắt nhại mọi người, chỉ được 5 em thôi. Mời mọi người cùng thưởng thức nhé. Chúc mọi người có một ngày cuối tuần vui vẻ nhé. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người ở video tuần sau.